Ôi xôi quá trời kìa, ngon không? Không, sầu riêng, sầu riêng trái mấy ký? Nhiều ký? 100 ngàn bán đi. Hả? 100 ngàn được không? Ở dưới tôi với Đồng Nai Biên Hòa bán dưới đó mà 100 ngàn, ở đây 120 dữ vậy? Thiệt, 100 ngàn bán đi, tôi mua mấy trái, được không? Không lời nhiều đúng không? Không lời nhiều đúng không? 100 không lời nhiều đúng không? Lỗ hả? Ở đây đâu có lỗ đâu. Lỡ. Không thiệt, cái 100 lấy hai trái, lựa hai trái. Được không? Vậy tí nữa tôi đợi, tôi tìm vòng tôi tham quan nữa rồi tôi coi ai bán rẻ tôi mua, tôi không biết cái gì. Là 100 là 105 đúng không? Bớt 5 ngàn còn 105 đúng không? 115 hả? Rồi. Wow. Sao vậy ta, ngon vậy? Chú sữa đó kìa. Rồi xòi vú sữa. Ủa trái kia trái gì vậy? Uma hả? Em, cái trái kia trái gì vậy? Cái trái này nè, trái bằng vàng nè. Vú sữa bằng kim hả? À. Ủa vú sữa có gì có bằng kim đó hả? À. Trái nào ngon? Sao tôi biết ngon, tôi đem về nhà tôi không ăn ông ơi. Ủa bây giờ sáng mà ăn cái này liền hả? Hả, một trái nhỏ thôi bà ơi, có hai cô ăn hả? À. Trái nhỏ nhất đi. Có trái nhỏ không? À đây là chợ nổi Cần Thơ mọi người, chợ nổi Cái Răng. À chợ nổi Cái Răng. Có trái nào nhỏ nhất không? Hả? 5 ký đúng không? Ủa sao nó nhảy từ lừa kia, nó nhảy cho mình nó bị bệnh tim vậy? Đó, nó nhảy dọc y nguyên nó bị tim thần á. Ồ trái đó tính ra 500 nữa coi. À 15. Ồ 600 ngàn cho đó luôn hả? Mắc dữ. Hả? Đó. Thì đó, khoảng đó. Khôi yên. Tôi ăn thử một trái ngon, tôi mua thêm nửa trái nữa. Wow, dưa hấu. Đây là chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nha mọi người. Trời ơi, quá trời trái cây hết. Bên đây là bán xuồng này, bán mơ mít, sổ nữ và sầu riêng ri 6. Ờ, hư bỏ nha, nãy dao khèo ngang hư rồi, cái đó không lấy nha. Bị hư rồi kìa. Mà thấy hư một miếng rồi đó. Ồ, mềm mỏng à. Đưa cho bả hư rồi. Rồi bị hư rồi, chú nó hư rồi. Anh thấy ăn nó sao nó bị gì vậy á, anh thử coi. Vú sữa hồng kia mà. Bán sao cô? 3 ký 200 mà. Vậy ký nhiêu? Ký 10 lạng. Lấy 1 ký thử cô. 100 ký rưỡi 100 mà. Vài cây ký rưỡi đi, lấy thử ký rưỡi đi. Vú sữa hoàng kim nha mọi người. Quay vú sữa hoàng kim nào. Ôi lựa trái nào ngon nha. Ngon còn sau này quay lại ghé ăn uống sữa hồng kim nữa nha. Rồi ok. Ủa mày lựa tao trái xấu với mày.
Rồi chứ sửa là cái này hư rồi. Đổi khác đi, đổi giấy ra. Vậy cái này này, cái này này lớn xíu sao đâu. Ừ, rồi bỏ đi. Rồi 100 ngàn đúng không? Rồi, 100 ngàn vú sữa hoàng kim. Đây. Hả? Ôi ôi ôi. Hỏi 100 nha. Không không, cái này rõ ràng biết rồi, còn mấy nó ăn hết rồi, còn cái sữa hồng kim chưa thôi chưa ăn. Chú sữa ba quên cái sầu riêng có ngon không? Khác ăn gì đó, không ngon. Không ngon cái đó. Ăn cá rồi. Ờ. Bay khác đi, chơi nó dở quá à. Ăn nó quảng cáo kiểu này không được rồi. Tôi đang qua livestream trực tiếp đó. Đang cho 500 anh em đang xem đó. Ủa sầu riêng thương hiệu gì? Tôi biết đi sáu rồi nhưng mà thương hiệu của ông có hai chồng là tên gì? Hả? Để biết quảng cáo nhưng mà dở là bị mang tiếng nha. Vui à, là lấy cái cây khèo lại rồi để đi theo cái mấy cái tàu này. Đây chợ nổi Cần Thơ cái răng. Đổi em nửa đứa em. Thôi đưa tôi một miếng coi. Cái này ngọt mà không ngọt mà sượng nữa. Rồi cái này được ăn. Cái chai nãy đâu, cái nãy bỏ chỗ khác nha. Thôi nữa thôi, còn để ăn nữa. Thôi nữa trái thôi. Ngon quá mọi người. Đúng rồi, sầu riêng này mới rời đi sáu ngon nè. Hồi nãy trái không ngon. À, dừa là dừa lúa. À, kia là dừa lúa. Sữa đậu nành nóng, cà phê nóng, dừa dứa. À, dừa dứa. Dừa dứa mà tập tượng dừa lúa. Đây, chợ nổi Cần Thơ cái răng. Rất là đông vô, nhộn nhịp. Ghe bên Ninh Kiều, ghe cầu Cần Thơ. Ủa mất tiêu rồi, ơi 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 bạn đi đâu xa quá, ơi 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 bạn ơi đi đâu xa quá, xúc dây rồi, thôi bye bye nha, bye bye. Bánh bao không, bánh bao không? Bánh ngứa ngọt, bánh bao, nấm hổi, vừa thổi vừa ăn đi. Ăn bao không? Kem bao không? Coi ăn bao không? Mặn nhiều một cái. Đây bánh trắng một cái đi, một cái giòn nhỏ đi. Hên quá, rồi sầu riêng đi 6. Rồi. Rồi nửa trái nữa. Nhiều là bao nhiêu cái này hồi nãy? Ủa cái trái nãy có 550, bây giờ trái là 675 vậy? 6 ký là nhân lên nhiêu tiền? Bao nhiêu? 690 ngàn đúng không? Bánh bao nó hỏi vừa hỏi ăn đưa mượn tiền á, rồi tàu ông tiền tối rồi 690 ngàn. Hãy lấy tiền lại lẻ nè. Sắp ra đâu tiền lẻ đúng rồi, sắp ra đúng rồi 800. Đây tiền đây. À, 6 ký mấy, 6 ký 2, lấy 6 ký là để coi là 600, à, không tôi đưa 800 mà 601 609 10 ngàn đủ 700. Rồi đi bữa rồi đưa.
Để bữa đưa tiền nha. Rồi chào. Ồ đây đây bán gì lạ quá. Mình giữ đi. Ồ xuống được sữa nành nóng không? Sữa nành nóng không? Hai sữa nành nóng đi. Lấy 20 luôn hả? Mà sao ngang 40? À 40 bốn ly à, tưởng ngang hôm qua ghét làm nhường chân mà lấy ly nước mía 30.000 thấy à, sợ rồi. Ờ hôm qua lấy làm nhường chân lấy nước mía 30.000. Đây. Lấy 10.000. Dạ kem ba uống. Đưa 20. Vui quá mọi người ơi. Đi Cần Thơ công tác. Đây tháo ra cầm vô giùm anh á. Tháo 80 này. Rồi, ở đây mình có bún mắm, bún riêu, hủ tiếu, cơm tôm. Ê có giùm nhãn kìa. Rồi, cảm ơn. Cầm giùm ba. Rồi, cảm ơn em. Đây là chợ nổi Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng. Nóng má ơi luôn. Cầm xíu Ken, cầm xíu ba Ken. Ơi Đạt đây. Ô chào em. Không anh đi công tác. Em đi với ai vậy? À dẫn tôi du lịch hả? Ờ à, về đây mà anh em còn gặp nhau nữa. Có duyên quá. Đụng tay một cái rồi, chào may mắn rồi. Ok, yeah. Ok, chúc em vui vẻ nha. Wow, thuyền đẹp, ngồi chụp hình cũng đẹp. MC, hồi nãy là MC cho anh Thịnh Minh. Vui quá, đây là chợ nội Cái Răng, rất là đông vui, trái cây bán rất là nhộn nhịp. Cẩn thận ngang té thấy mẹ luôn á. Mẹ nó ăn bún mắm bún này nào. Mẹ nó ơi, ăn bún mắm cái gì không mẹ? Ăn đây mình ăn chơi mà, đi chơi mà. Khách sạn buffet ăn dở lắm. Bún riêu. Hủ tiếu bún riêu. Đừng té con. Nắm tay chặt ngang. Bún riêu, bún mắm, hủ tiếu, trời ơi, đông vui quá. Yêu là cưới, ô cái tàu yêu là cưới nhìn có vẻ xinh xinh nha. À, cái tàu kia ghi chữ là yêu là phải cưới, đừng rờ phần dưới của nhau nè. Đúng em trai, anh đọc đúng không, yêu phải cưới. Cái đừng rờ phần dưới của nhau thì cái đó anh mới đọc thêm. Uống riêu thử nha, coi thử ăn đi, vui mà. Lấy tô uống riêu anh ơi, một tô uống riêu. Một tô uống riêu thập cẩm đặc biệt. Nhiều thịt. Nhiều đồ ăn mà ít tiền. Cái này có tôi đúng không? Đây tô uống riêu nè mọi người. Chột tán thấy mẹ luôn, cẩn thận. Dạ cảm ơn anh. Đây thử đi tô uống riêu nè, thử đi mấy mày con thử đi, mình thử thưởng thức mà. Rồi để đây thằng Út nó nhìn kìa, cầm đi.
đưa cái lên sửa cho ba. Rồi Út mới nhìn à, ăn thử đi, mình ăn thử lên cái trên chợ nổi mà mới vui mà. Rồi ok, chào mọi người nha, bye bye.